Nhưng mà nói chung là nhìn các bạn cũng khác. Cấp 1 trẻ trâu biết gì đâu, thì coi như là lời nhắn gửi là các bạn đen thôi, đỏ quên đi chứ, đen là gặp mình thôi chứ còn đỏ thì cũng quên đi chứ, đáng lẽ các bạn sẽ có một tình bạn đẹp nhưng mà rất tiếc. thích chắc là hồi học sinh sinh viên, à học sinh thôi, sinh viên chẳng thích ai cả tại vì còn đi làm mà còn biết ai đâu. Học sinh thì kiểu thích nhau thôi, thì thấy bạn này hay hay, hợp tính mình, đi chơi được thì ấy thì thích thôi, thích kiểu mà thích thích thôi chứ không cái kiểu thích mà thích kiểu thích yêu. Thích kiểu thích yêu là kiểu khác, mà kiểu thích thích là kiểu khác nhé. Thích thích hồi học sinh kia thì chỉ là kiểu nhớ ngày sinh nhật rồi tặng quà nhau rồi hay làm mấy cái thứ. Thì hồi đấy không hiểu sao mà làm được mấy cái trò đấy. Dùng mấy cái gối xong in hình xong rồi thêu chữ đồ các thứ ấy, xong rồi toàn trốn học đi ra Lam Bác ngồi kiểu như vậy hoặc là đi tô tượng. Hồi đấy thì thích nhau chỉ có đơn giản như thế thôi, nhưng mà chắc là cũng hồi học sinh mà sồn sồn, cả thèm chóng chán. Thích bạn được khoảng 2 tuần thích bạn khác. Đấy, kiểu như thế thôi, thì hồi xưa là như vậy. Nhưng mà sau này thì em đã tôi luyện được cho bản thân mình là tình yêu với âm nhạc. Đó, nên là không có yêu đương gì hết. Quan niệm tình yêu ạ? Thời điểm lúc đó, thời điểm hồi xưa thì không có quan niệm tình yêu. Là thấy ai vừa mắt thì thích. Chứ thật ra là cũng không có quan niệm gì lắm, tại vì hồi đấy đầu óc cũng ít nếp nhăn ấy. Não ít nếp nhăn thì cũng không biết gì về nhiều về tình yêu, cũng phải trải nghiệm nhiều thì mới biết. Còn bây giờ thì thật ra là quan niệm của mình chỉ đơn giản là nó là cái duyên cái số ấy. Đùng cái có những người mà hai mấy năm chẳng có người yêu, đùng cái tự nhiên có người yêu, yêu nhau cả năm rồi xong cưới. Đó là cái duyên cái phận thôi, mình cũng không thể nào mà set up được bất cứ một cái gì và mình cũng không đòi hỏi được gì từ đối phương cả. Và em nghĩ là càng già thì cái standard của mình càng cao, nhưng mà đồng thời cái sự cảm thông của mình cũng cao hơn. Thế nên là nó sẽ song song với nhau, và nếu mà mình tìm được một người nào phù hợp thì sẽ rất tốt thôi, còn không thì cứ chờ đợi, sớm muộn thì cũng có thôi. Đó, quan điểm của em là như vậy. Thế nên là các bạn nào mà đang không có người yêu thì cũng đừng buồn. Tại vì hồi cấp 2 mà sao nhớ được. Không, nhầm rồi, thế em phải chia sẻ lại. Mối tình nếu mà nói về thích ấy, là hồi xưa em nhớ vì em là có 3 bạn, em có hội em hồi xưa, em nhớ hội cấp 1 là có cái phim phép thuật. Thế là có 3 bạn nữ chơi thân với nhau. Ba bạn tự thích cái phim đấy, thế là tự nhận mình là 3 chị em ấy luôn. Thế là em viết thư, hồi xưa hay viết thư trên giấy ấy. Đầu tiên em thích bạn này. Xong đợt sau em lại thích bạn kia. Xong em đợt hồi thế là em thích cả 3 bạn. Thế là cuối cùng 3 bạn không chơi với nhau nữa. Vì em thích cả 3 bạn mà các bạn biết. Và em bị bắt tại vì hồi xưa hay viết giấy á, để truyền tay cho nhau này, xong nhét vào cặp. Thế là bị cô phát hiện. Xong rồi bị expo, nghĩa là bị các bạn biết ý. Là cả 3 bạn biết luôn. Nhưng mà hình như là mối tình sâu đậm nhất. Em nhớ tên cả 3 bạn luôn. Bạn Ngọc, bạn Lan Phương và bạn Hoàng Anh. 3 bạn mỗi bạn một nét, 10 phân mệnh 10 nhá. Xong rồi em nhớ nhất là em thích bạn Lan Phương. Tại vì là hồi đấy biết sao không? Em bảo là bạn hỏi là em thích hoa gì? Em thích bảo là em thích hoa phong lan. Anh biết sao không? Bạn là Lan Phương, em là Phong Hào. Trời ơi! Cái sự xến rẩm nó từ hồi cấp 1 đấy mọi người ơi. Đó, thế nên là em thích bạn Lan Phương nhất. Nhưng mà bây giờ các bạn làm gì em chẳng biết nữa. Mất Facebook rồi. Chúc ra bạn, gia đình các bạn hạnh phúc. Tại vì như các bạn cưới hết của con rồi sao ấy. Bạn Hoàng Anh thì em không biết nha. Bạn Hoàng Anh thì em mất dạng luôn. Bạn Ngọc thì như bạn đi du học rồi, nhưng mà bạn cũng về Việt Nam bạn cưới rồi. Bạn Lan Phương thì có đi thi người đẹp các thứ gì đấy. Nhưng mà nói chung là nhìn các bạn cũng khác. Cấp 1 trẻ trâu biết gì đâu, thì coi như là lời nhắn gửi là các bạn đen thôi, đỏ quên đi chứ, đen là gặp mình thôi chứ còn đỏ thì cũng quên đi chứ, đáng lẽ các bạn sẽ có một tình bạn đẹp nhưng mà rất tiếc. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Đội tuyển kèn mà kèn trong pet ấy, cứ phải lắc nước bọt ấy. Môn nào càng lùi thì càng thắng. Đi bộ lùi. Chứ được, em biết rồi. Môn nào càng lùi thì càng thắng hả? Môn gì càng lùi càng thắng ta?